lên lớp 3 tự chữa lành có 3 phút 30 giây thôi. Hôm trước là ghi rất là rõ nhưng mà cô bác anh chị không có đọc, cho nên vẫn thực hành 5 phút 30 giây như lớp 1, lớp 2. Nhớ giờ thì Trang nha, đọc những cái câu chữ đã được gọi là cô đọng nhất rồi. Rồi trường hợp này chúng ta tự chữa lành cũng thực hiện một lần một ngày thôi. Trường hợp khẩn cấp thì chúng ta sẽ thực hành tự chữa lành thêm nữa, nhưng mà thay vì ví dụ trên 18 tuổi thực hành thêm lần 2 là 3 phút 30 giây đúng không ạ? Nhưng không phải, mình thực hành cái khẩn cấp đó đó, mình chọn là 1 phút 30 giây thôi. Và các công thức thì tất nhiên là mình cần mở mắt và giữ mình tỉnh thức nha. Bước 1 đây ạ. Sẽ đọc hợp nhất NLG chống đồng băng tầng lớp 3 chữa lành. Ở bước 2 của ba anh chị sẽ đọc hợp nhất nha. Mình cũng đọc lần 1, lần 2, lần 3 luôn. Và mỗi lần mình đọc như vậy sẽ hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống. Hợp nhất lần 1 vừa đọc và hình dung, hợp nhất lần 2 cũng vừa đọc và hình dung, hợp nhất lần 3 cũng vừa đọc vừa hình dung, và mỗi lần như vậy từ 3 đến 5 giây. Bước 3 của ba anh chị sẽ tiếp tục truyền tải năng lượng từ não bộ đến cột sống nha, và lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. Nếu mà có một chỗ đau thì tập trung nhiều hơn đến cái chỗ vị trí bị đau đó cho đến khi chuông báo chấm dứt. Còn nếu của anh chị có quá nhiều chỗ đau thì chỉ cần tập trung vào não bộ và toàn bộ cột sống thôi. Và của anh chị có thể nói thêm cái câu hôm bữa là chú Phúc hướng dẫn nhận, mình có thể nói thêm là dùng tế bào gốc giúp cho tôi cải thiện cái phần ví dụ đang bị đau đầu gối, là giúp cho chúng tôi là có cái đầu gối khỏe, không còn đau nữa. Sau khi chuông báo chấm dứt xong, cô bác anh chị sẽ đọc cái câu này là cầu nguyện cho tất cả linh hồn nương theo NLG chống đồng băng tầng lớp 3 trở về khối sáng, là những cái linh hồn ví dụ xung quanh mình. Tại vì khi cô bác anh chị đọc lớp học lớp 3 là cô bác anh chị mới có cái khả năng giúp được cho họ ha, thì chúng ta cứ đọc tự chữa lành. Công thức tự chữa lành, thời gian 3 phút 30 giây. Bắt đầu, đọc thầm, hợp nhất energy chống đồng băng tần lớp 3 chữa lành. Đọc thầm, hợp nhất lần 1, hình dung năng lượng từ không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Hợp nhất lần 2, hình dung năng lượng từ không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Hợp nhất lần 3, hình dung năng lượng từ không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Tiếp tục truyền tải năng lượng từ não bộ đến toàn bộ cột sống, rồi tiếp tục lan tỏa ra toàn bộ cơ thể. Tập trung nhiều hơn đến những vị trí bị đau cho đến khi hết giờ. Nếu có quá nhiều chỗ đau thì chỉ tập trung vào não bộ và cột sống.
cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nương theo energy chống đồng băng tần lớp 3 trở về khối sáng.